người thầy này lại nhà đó. Thầy này cũng nói y chang như vậy. Thầy nói là gia đình này đã bị trùng tang, và hiện tại vẫn còn một bạn nữa sắp bị họ bắt đi. Cái người tiếp theo bị bắt đi á, bắt buộc phải là một cái người sinh năm 90. Thì thầy mới nói á, những đứa nào trong dòng họ sinh năm 90 á thì đứng riêng ra ngoài. Thì lúc này trong dòng họ có 3 người trạc cái tuổi đó. Mỗi đứa sẽ được ông thầy phát cho một cái tấm lá bùa màu vàng. Một bên á thì sẽ được viết bằng chữ nho, còn một bên á là sẽ có hình Phật. Và bắt buộc là phải giữ theo cái lá bùa này suốt bên mình, và tuyệt đối là không được làm mất cái lá bùa này. Thì mấy đứa trong diện bị trùng tang á, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối vậy đó. Do là sợ mấy đứa nhỏ này nó làm mất á, thành ra là nhà này mới chạy đi đặt một cái cọng dây chuyền bằng bạc, rồi mới đặt người ta làm một cái mặt dây chuyền hình chữ nhật để mà nhét cái lá bùa đó vào, thì chắc chắn sẽ không còn bị rớt ra nữa. Thầy còn cho thêm mỗi nhà một lá bùa dán ở trước cửa. Rồi á, thầy dặn dò người nhà mua đồ lễ trước đi, 2 ngày sau thầy sẽ tới nữa. Do là cái trường hợp này nó rất là khó, thành ra là 2 bữa sau thầy tới á, thầy có kêu thêm một bằng hữu của thầy nữa để mà hỗ trợ thầy. Và thầy luôn dặn mọi người là hãy vững tâm đi, không có sao đâu. Thì từ khi mà có thầy á, thì cái gia đình này nó bớt u ám hẳn đi luôn. Sau 2 ngày bình yên không có chuyện gì á, thì vào buổi trưa ông thầy này ông cũng tới nhà, và ông dẫn thêm một vị cao tăng nữa. Thì gia đình đã chuẩn bị sẵn một cái mâm cơm chay rất là đạm bạc rồi. Ăn xong á, thì thầy mới giới thiệu với gia đình cái người bằng hữu của thầy, tuy không phải là chủ trì gì hết, nhưng mà thầy rất có kinh nghiệm trong cái việc bắt trùng tang. Trước kia đó thì thầy này cũng chuyên đi bắt trùng tang, nhưng mà do tuổi trẻ của thầy còn ăn chơi ngông cuồng và áo thắng, thì không hiểu sao lúc đó đó vợ thầy cùng với 2 đứa con liên tục bị quỷ đòi mạng. Thầy nói thầy giúp mọi người rất là nhiều, và để rồi vợ con của thầy thì thầy không giúp được. Cho nên cuối cùng thầy cũng quy y cửa Phật luôn, rồi tu tâm đắc đạo. Theo như ý của hai thầy đó, thì hai thầy sẽ lấy di ảnh của 4 người trong nhà này vừa mới mất, sẽ đưa lên chùa để mà trấn giữ cái hồn của họ lại, để không cho quỷ sứ nó đòi thêm một người nữa. Ngoài cái mâm đồ cúng đó thì chỉ có hoa tươi và một vài quả cam thôi. Hai thầy mới đi vòng vòng nhà, rồi vào nhà thắp 3 nén hương. Sau đó thì thầy ra ngoài sân, thì lúc này gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ lễ ngoài sân rồi. Ra ngoài sân thì hai thầy mới bắt đầu trải một tấm chiếu, rồi hai thầy ra đó ngồi khấn cái gì đó mọi người không có biết. Và một hồi thì gió lớn nó đùng đùng nó kéo tới, trời thì sấm chớp đùng đùng luôn, nhưng mà không có mưa nha. Bắt đầu gió nó rít lên từng cơn nghe rất là não nề ai oán luôn. Lúc này thì cả nhà đều nín thở để mà nhìn hai thầy làm, nhưng mà mọi người rất là vững tâm, bớt sợ rồi. Lúc sau thì bắt đầu trời nó trở lại bình thường, và coi như chưa từng có một cái trận cuồng phong nào xảy ra hết. Thì hai thầy mới kêu mọi người dắt hai thầy ra ngoài nghĩa trang đi, thì mọi người cũng đi bộ theo hai thầy ra ngoài đó. Giữa trưa nắng, nhưng mà ra tới đó thì mọi người ai cũng nổi gai ốc ớn lạnh hết trơn. Thì thấy có 4 ngôi mộ lớn có nhỏ có, những ngôi mộ mới đắp, cỏ thì nó mọc vàng úa, rất là thiếu sức sống luôn. Còn những cái vòng hoa nó đã phai màu rồi, xung quanh thì còn có thêm những cái tiếng quạ nó kêu, khiến cho cái khung cảnh nó trở nên ai oán và rất là quái dị. Thầy mới lấy trong cái tay nải ra 4 lá bùa, thầy dặn người nhà đem những cái lá bùa này chôn ở 4 góc của các ngôi mộ. Xong thì thầy khấn vái một cái gì đó mà mọi người không có nghe rõ, rồi thầy mới kêu mọi người đi về. Thì thầy nói một tí nữa thầy sẽ vô nhà lấy một ít chân nhang của cái bát hương thờ 4 người bị trùng tang đó, rồi thầy sẽ đem di ảnh của 4 người này lên chùa để mà giữ hồn. Dặn người nhà tuyệt đối không được nhắc tới tên của người chết. Rồi thầy mới tiếp tục cho những cái người nhà mà có người thân bị trùng tang mỗi nhà một cái lá bùa bình an. Và cuối cùng là sau đó gia đình này trở lại bình thường và không có người thứ 5 bị bắt đi. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Bye bye.